lúc nào cũng chỉ có mang một cái tâm nguyện duy nhất là làm được cái gì đó cho đất nước, cho quê hương. Và cái tâm nguyện đó nó sẽ đi tới cái giây phút cuối cùng khi tất cả mọi người chúng ta được nhìn thấy quê hương Việt Nam có một ngày tươi sáng hơn. Nhưng mà phải nói rằng là lúc nào cũng vậy hết, cái lời chia tay nó rất là khó để mà nói. Như là nhạc sĩ Anh Bạch đã nói thì chúng ta có nhau rồi sẽ có lúc mà chúng ta sẽ mất nhau. Nếu có một ngày nào đó mà quý vị nghe một cái tin buồn nào đó đến, có thể đó là nhạc sĩ Anh Bạch, có thể đó là Việt Dũng, có thể đó là Nguyễn Anh, hoặc bất cứ ai, thì chỉ xin cho nhau một lời cầu nguyện. Nhân quyền của Việt Nam tôi đâu, quyền con người, quyền sống bấy lâu, vang lên đi tiếng hát vực sâu, cởi xiềng xích bóng tôi âu sầu. Đứa bé mất nhà tự do đâu, áo sơn vai kiếm chữ lối sống, bơi giác tìm hình hai chữ S, rách phình lửa những lời diêu bông. Không sợ hãi. Từ ngày hôm qua tới giờ Ngọc Lan Thanh không muốn khóc. Ngọc Lan Thanh đã cố đè nén rất nhiều. Cả một đêm qua làm xong chương trình đi về tới nhà không ngủ được. Thường thường là 6:45 hoặc là 7 giờ mới thức. Không ngủ được, cứ đi ra đi vô. Rồi bạn tin hôm nay ai làm đấy Dũng? Hồi nãy chạy xe còn một cái đèn nữa là quẹo vô trong đài. Ngọc Lan Thanh nói lên câu: Dũng ơi, bây giờ em ở đâu? Những buổi đọc tin bây giờ không còn những câu đùa giỡn. Tôi làm trễ cho bà, cho bà chết mà luôn, để bà đừng có đi máy bay cho kịp. Những câu bông đùa, những lần gặp nhau câu hỏi đầu tiên là: sao chị Thanh, có ai ăn hiếp chị không? Chị nói em đi, em thanh toán cho chị. Lúc nào gặp cũng là câu đó đầu tiên. Hoặc là hỏi: lúc này em thấy chị tươi đẹp, chắc chị có người yêu rồi hả? Chị nói đúng rồi, chị có người yêu mà lại yêu rất là nhiều người, yêu tất cả mọi người. Chị bắt chước em đó. Em đã trải lòng ra với tất cả mọi người thì chị cũng bắt chước em. Chị cũng yêu hết mọi người. Việc chúng ra đi đó là một sự mất mát rất lớn cho cộng đồng của chúng mình, cũng như tiếng nói tranh đấu về nhân quyền cho những người bị bức hiếp tại Việt Nam. Ngày hôm qua khi mà bước vào ở trong bệnh viện, thấy Dũng nằm đó như là đang nằm ngủ, mình không tin đó là sự thật. Nhưng Ngọc Lan Thanh đã chắp tay cầu nguyện: em hãy đi, đi bình an đi. Chị và các người còn ở lại sẽ tiếp tục đi theo con đường mà em đã đi. Em hãy tin tưởng những gì em đã làm, và em đã sống đúng với một kiếp người đó Dũng à. Em hãy đi an nhàn, hãy phù hộ những người còn ở lại để tiếp tục những trách nhiệm mà em đã gánh cả một đời người của em. Bây giờ em hãy ra đi thanh thản. Phúc ơi, tao không khóc được. Ở An Lộc, trong cuộc chiến tranh này, mọi người đều mất cái hạnh phúc được khóc. Khổ quá, khi mà tao muốn bày tỏ tình thương với mày, thì mày lại chết queo. Ông Hiếu ông bảo, mày hô đại đội xung phong qua cái trạc. Lính chưa đứng dậy, mà sao mày lại đứng trước làm chi? Mày dại quá, khi nào cả ba trung đội đều đứng, thì mày đứng dậy cũng đâu có muộn. Chưa hèn, chưa nhát. Mày dại quá, mày đứng trước đếm 1, 2, 3, rồi rút súng ra lệnh xung phong. Trời đất ơi, sao mày lại làm thế hả Phúc?
tôi thẳng thắn nói trước mặt anh hồn của các tử sĩ. Việt Dũng là một chiến sĩ quốc gia, một anh hùng của dân tộc. Và tôi nghĩ rằng cái cộng đồng Việt Nam, chúng ta hãy truy điệu và làm một cái lễ phủ cờ long trọng cho một người trẻ đã hy sinh, không nhất thiết phải là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là Vũ Hoàng Hải, là một cựu chiến sĩ chính trị. Tôi qua đến năm 2010, khi tôi mới qua được một tháng, tôi gặp anh Việt Dũng cũng tại nơi tôi là chiến sĩ này. Khi gặp tôi, anh Dũng nói tôi là Hải ạ, em qua đây là điều đáng mừng rồi. Nhưng mà điều quan trọng hơn là chúng ta phải tranh đấu. Và các lời thôi thúc của Việt Dũng đó và đã góp phần cho tôi bắt đầu tham gia mạnh hơn nữa và cho các phong trào đấu tranh tại hải ngoại. Trước khi mà gọi là gặp được Việt Dũng thì những nhạc phẩm mà anh đã sáng tác từ trong trái tim của anh và đến tất cả mọi người, từ Lời Kinh Đêm, từ Một Chút Quà Cho Quê Hương và một trong tác phẩm khác mà của Việt Dũng mà Nghĩa rất là thích là Mời Em Về, thì cái hình ảnh của một cái người có thể nói rất là hoạt bát làm việc, nghĩa là nhìn anh làm việc là mình thấy một cái sức làm việc rất là phi thường, vừa gọi điện thoại vừa đánh máy vừa nói chuyện. Nhưng mà trong cái những cái lúc mà nhìn anh ở trong một cái góc cạnh của một sân khấu đứng trên đôi nạn gỗ thì chúng ta thấy rằng là nó là cả một cái sự phi thường anh ạ. Việt Dũng ra đi là một sự mất mát lớn lao cho cái tinh thần chống cộng ở hải ngoại. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là khi Việt Dũng ra đi rồi thì cái tinh thần chống cộng đó bị sa sút. Tuy nhiên anh Việt Dũng ra đi thì cũng như cái tâm tư của chúng tôi cũng như là ngày trước khi còn trong quân đội. Khi một chiến hữu của chúng tôi ngã gục vì lằn tên mũi đạn của kẻ thù là Cộng sản, thì chúng tôi rất đau lòng và xót xa. Nhưng mà đó là về tình cảm. Nhưng mà cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ của chúng tôi vẫn phải tiếp tục việc làm của mình. Và anh Việt Dũng ra đi ngày hôm nay cũng vậy. Thì chúng tôi rất đau buồn và xót xa. Và trước tiên, chúng tôi cầu chúc cái linh hồn của anh Việt Dũng phải hội nhập vào hồn thiêng sông núi và độ trì cho các bạn trẻ ở trong nước vững tâm tiếp tục con đường đấu tranh của mình để đất nước của chúng ta không rơi vào tay của Trung Cộng. Sự ra đi của Việt Dũng với cái tuổi 55 còn sớm, nhưng mà cái nguyện vọng, cái hoài bão của Việt Dũng lớn ghê lắm. Cho nên lúc nào Việt Dũng cũng làm việc. Tôi biết Việt Dũng bệnh cho nên sao em không nghỉ đi. Việt Dũng nói là em phải làm việc cho đến khi nào em không làm được việc được nữa thôi. Bằng chứng là chuyến đi Úc Âu Châu vừa rồi, chứ Việt Dũng đi về, tôi ở nhà tôi liên lạc không được. Khi Việt Dũng về tôi hỏi cho hôm nay em đi đâu, nói em đi Úc Châu. Nói sao em đi qua anh đã làm gì vậy, nói em đi nấu một nhịp cầu. Đó, Việt Dũng nói như thế. Và có lẽ dần đi này là lần cuối cùng của em đến Xuân Điềm. Thì anh Việt Dũng cũng như tất cả các anh em trẻ khác ở Việt Nam, anh không có hận thù với Cộng sản. Anh ra đi trong cái lớp người tị nạn, theo gia đình ra đi. Thì quý vị biết tại sao mà Cộng sản lại kết án anh Dũng nặng nề. Thì quý vị biết thấy là trong nước hiện tại, những các em nhỏ nó sinh ra từ sau năm 1975, các em từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi thôi, các em là những sinh viên, các em không hận thù với Cộng sản, các em làm ra những bài hát để yêu nước, để giành lấy cái sự độc lập hoàn toàn của đất nước. Mà các em còn bị kết án từ 4 năm tù, 6 năm tù, như Việt Khang, Việt Khang và một số các em khác. Thì quý vị thấy hình ảnh đó thì cũng là câu trả lời cho quý vị biết những người nào chống chế độ Cộng sản bất dưới hình thức nào, người Cộng sản cũng kết án là có tội với họ. Việt Dũng là một chiến sĩ chống cộng, lúc nào chống cộng cho đến hơi thở cuối cùng. Và gần đây chúng tôi có gặp Việt Dũng, thì sức khỏe Việt Dũng cũng không có tốt lắm, nhưng mà vẫn tiếp tục tranh đấu. Việt Dũng có tâm sự với tất cả mọi người, nhất là trong giới truyền thông, là em sẽ chống cộng cho đến hơi thở cuối cùng. Và những người mà như Việt Dũng hiếm có trên trần gian này, không ngừng nghỉ, làm việc miễn phí cho nhiều tổ chức chống cộng, đặt nhạc. Ai muốn hát nhạc của Việt Dũng cứ lấy hát, không cần phải xin phép, không cần phải trả bản quyền. Cái đó là tinh thần của một người chiến sĩ tranh đấu.
miệt mài tranh đấu cho quê hương thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Mơ một ngày về Việt Nam với một cái đất nước dân chủ và tự do. Bây giờ Dũng đã ra đi, là một người thanh niên gần gũi với Dũng, được Dũng chia sẻ nhiều điều, được Dũng tin tưởng, Chí có quyết tâm thực hiện cho được ước mơ của Việt Dũng. Chí có quyết tâm là vượt qua mọi rào cản, mọi sự khó khăn. Cả những cái điều mà chú đưa ra là những cái chuyện đó là chuyện quyết tâm và quyết tâm. À, đặc biệt là đã đi sát cánh với anh Việt Dũng suốt bao nhiêu năm, được anh cũng như chia sẻ, thì cái điều đó là cái điều đương nhiên, thưa chú. Bên cạnh đó thì thưa với chú là phải nói thật với tất cả quý vị, giữa anh Việt Dũng với lại Chí, Chí cũng còn đang mang nợ anh một vài điều. Buổi sáng mùa đông, bút đã thả hương, thấy một hạt sương xa xuống giữa trời. Nghe tiếng đàn chợt đứng ngang, thung lũng hoàng hoa lặng lẽ vô tình. Tôi tiếc em người anh hùng Việt Nam, tôi thương em người nhạc sĩ tha cánh chim bạch biển luôn là buồn thương, giọng hát từ nay đi vào cõi vô thương. Việt Dũng không còn nữa, đứa con yêu của tổ quốc đã ra đi. Việt Dũng không còn nữa, vừa mới bỏ ta đi, người lính không cầm súng đã buông đàn xuôi tay. Vũ khí là lời ca, quân trang là nốt nhạc, ba lô nặng tình non nước đã miệt mài hành quân bất kể tháng ngày. Việt Dũng không còn nữa, người da vàng liễu vong, người thương binh không số quân không thể bài, người lính không cầm súng không tưởng đài vinh quang. Nhưng trong tim bao người vẫn nhớ mãi tên em, tội nghiệp đôi nạn ngô từ nay bơ vơ một mình, không còn theo em nữa, sẽ không còn theo em nữa, để in dấu chân tròn trên khắp nẻo đường tha hương. Tôi người lính già một thời đánh mất gian san, nay nghe tin em không còn nữa, bên cây lùn mùa đông thêm lạnh giá, ngồi buồn một mình thương nhớ em, đồng đội chung chiến tuyến đã ra đi mãi mãi. Việt Dũng không còn nữa, em chỉ vừa theo hồn thiêng tử sĩ non sông, ôm đàn rong chơi hát ca vang vọng đỉnh trời,
và em cũng bỏ lại tôi. Tiếng vô hoài thương tiếc xót xa, người đã xa từ đây chưa kịp nói lời cảm tình, chưa kịp về Việt Nam Sài Gòn để ngẩng cao đầu cùng nhau đi với quốc quân thần, cho nước mắt ra vàng đăng trên cờ vàng và sọc đỏ tung bay. Việt Dũng, người lính không cầm súng. Việt Dũng, người lính không cầm súng, tổ quốc khắc ghi công, người đã xa từ nay đã ngủ say trên vùng địa này, nhưng tiếng nhạc lời ca muôn đời vẫn còn đó, vẫn còn đó mãi ngân vang, mãi ngân vang giữa muôn chúng. Anh vẫn mơ một ngày nào quê dấu yêu không còn động thù, trên con đường mòn sau cơn mưa chiều, anh hướng đàn dìu em đi dưới trăng. Ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trông sao trời thật gần. Anh buông cây đàn, em buông thơ trầm, anh ca bài mừng quê hương thanh bình. Rồi bình minh tới, anh đưa em về làng.